Thưa quý vị, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15 giờ chiều ngày 23 tháng 10. Giá dầu thô thế giới lùi nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Tuy vậy, tính hết tuần, giá dầu thô chuẩn thế giới vẫn tăng gần 2%. Trong nước, trước đó giá xăng đã giảm mạnh lần thứ hai liên tiếp chỉ sau hơn 3 tháng gần như chỉ tăng. Theo dự báo của một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ vào đầu tuần này. Mức tăng thấp hơn 500 đồng trên một lít. Nếu đúng như dự đoán, giá xăng sẽ có đợt tăng trở lại sau khi giảm gần 1.800 đồng một lít tại kỳ điều chỉnh giá trước ngày 11 tháng 10.